Nhân liệt chào mừng các đồng chí đến với chuyên đề bồi dưỡng hè môn giáo dục công dân, xây dựng nội dung nhóm cốt cán giáo dục công dân. Đầu tiên, xin mời các đồng chí cùng chúng tôi nghiên cứu chuyên đề sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học cơ sở môn giáo dục công dân. Chúng ta cùng tìm hiểu trong chuyên đề này một số nội dung như sau. Thứ nhất là những vấn đề chung về phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất năng lực. Các phương pháp dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong môn giáo dục công dân ở các trung học cơ sở. Lựa chọn, sử dụng phương pháp và kỹ thuật dạy học một số chủ đề trong môn giáo dục công dân. Chúng ta có phần một lớn, giới thiệu chung về module. Module được triển khai nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực lựa chọn và sử dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh cho giáo viên môn giáo dục công dân ở cấp trung học cơ sở. Module bao gồm các nội dung chính. Nội dung 1. Tìm hiểu các xu hướng hiện đại về phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học cơ sở. Nội dung 2. Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học phù hợp nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học cơ sở môn giáo dục công dân trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nội dung 3. Lựa chọn, xây dựng các chiến lược dạy học, giáo dục hiệu quả phù hợp với học sinh trung học cơ sở. Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung 1. Những vấn đề chung về phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực. A. Khái quát về dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực. Phẩm chất và năng lực là hai thành phần cơ bản trong cấu trúc nhân cách nói chung và là yếu tố nền tảng tạo nên nhân cách của con người. Phẩm chất là những tính tốt thể hiện ở thái độ, hành vi ứng xử của con người cùng với năng lực tạo nên nhân cách của con người. Trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã xác định các phẩm chất chủ yếu cần hình thành và phát triển cho học sinh phổ thông bao gồm yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm. Năng lực là thuộc tính cá nhân được hình thành, phát triển nhờ vào các tố chất và quá trình học tập, rèn luyện, cho phép con người huy động tổng hợp các kinh nghiệm, kỹ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí, thực hiện đạt kết quả các hoạt động trong những điều kiện cụ thể. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã xác định mục tiêu hình thành và phát triển cho học sinh các năng lực cốt lõi gồm các năng lực chung và các năng lực đặc thù. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực. Yếu tố thứ nhất là yếu tố bẩm sinh, di truyền. Đây là yếu tố của con người được biểu hiện bằng các tố chất sẵn có và năng lực được biểu hiện bằng những khả năng sẵn có. Yếu tố thứ hai là hoàn cảnh sống. Hoàn cảnh sống có tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của cá nhân. Yếu tố thứ ba, giáo dục. Giáo dục giữ vai trò chủ đạo đối với quá trình hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của cá nhân. Giáo dục sẽ định hướng cho sự phát triển phẩm chất, năng lực, phát huy các yếu tố bẩm sinh, di truyền. Đồng thời, giáo dục cũng khắc phục được một số biểu hiện của phẩm chất chưa phù hợp. Yếu tố cuối cùng là tự học tập và rèn luyện. Đây chính là yếu tố có vai trò quyết định đến sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của con người nói chung và của học sinh phổ thông nói riêng. Xin mời các đồng chí sẽ hoạt động cá nhân thời gian 7 phút với câu hỏi như sau. Đồng chí hãy chỉ ra điểm khác nhau giữa dạy học tiếp cận nội dung và dạy học phát triển phẩm chất, năng lực. Xin mời các đồng chí hoạt động. Thank you.
gian hoạt động cá nhân, chúng ta tiếp tục quay trở lại chuyên đề dạy học tiếp cận nội dung và dạy học phát triển năng lực phẩm chất có những khác biệt nhất định về mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, phương pháp dạy học, đánh giá. Có thể liệt kê một số khác biệt cụ thể ở bảng dưới đây. Mời các đồng chí quan sát bảng. So sánh dạy học tiếp cận nội dung và dạy học phát triển phẩm chất năng lực. Về tiêu chí. Tiêu chí đối với mục tiêu dạy học thì dạy học tiếp cận nội dung thường chú trọng hình thành kiến thức, kỹ năng, thái độ khá rõ. Mục tiêu học để thi, học để hiểu biết được ưu tiên. Còn trong dạy học phát triển năng lực phẩm chất thì chú trọng hình thành phẩm chất và năng lực. Lấy mục tiêu học để làm, học để cùng chung sống làm trọng. Ở tiêu chí nội dung dạy học thì dạy học tiếp cận nội dung được lựa chọn dựa trên hệ thống tri thức khoa học chuyên ngành là chủ yếu. Nội dung được quy định khá chi tiết trong chương trình, chú trọng hệ thống kiến thức lý thuyết, sự phát triển tuần tự của khái niệm, định luật, học thuyết khoa học. Sách giáo khoa được trình bày liền mạch thành hệ thống kiến thức. Còn đối với dạy học phát triển phẩm chất năng lực, nội dung dạy học được lựa chọn dựa trên yêu cầu cần đạt được về phẩm chất năng lực. Chỉ xác lập các cơ sở để lựa chọn nội dung trong chương trình, chú trọng nhiều hơn đến các kỹ năng thực hành, vận dụng lý thuyết và thực tiễn. Sách giáo khoa không trình bày hệ thống kiến thức mà phân nhánh và khai thác các chuỗi chủ đề để gợi mở tri thức, kỹ năng cho người học. Ở tiêu chí về phương pháp dạy học tiếp cận nội dung, giáo viên chủ yếu là người truyền thụ tri thức, học sinh lắng nghe, tham gia và thực hiện các yêu cầu tiếp thu tri thức được quy định sẵn. Khá nhiều giáo viên sử dụng các phương pháp dạy học như thuyết trình, hướng dẫn thực hành, trực quan. Việc sử dụng phương pháp dạy học theo định hướng của giáo viên là chủ yếu. Khá nhiều học sinh tiếp thu thiếu tính chủ động. Học sinh chưa có nhiều điều kiện, cơ hội tìm tòi, khám phá vì tri thức thường được quy định sẵn và học sinh mang tính chất thụ động. Kế hoạch dạy học thường được thiết kế, tuyến tính, các nội dung và hoạt động dùng chung cho cả lớp, phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học dễ có sự lặp lại, quen thuộc, mang tính chất truyền thống nhiều hơn. Đối với dạy học phát triển phẩm chất năng lực, giáo viên là người tổ chức các hoạt động, hướng dẫn học sinh tự tìm tòi, chiếm lĩnh tri thức, rèn luyện kỹ năng, chú trọng phát triển khả năng giải quyết vấn đề, khả năng giao tiếp. Giáo viên sử dụng nhiều phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học tích cực như giải quyết vấn đề, hợp tác, khám phá, phù hợp với yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của người học. Học sinh chủ động tham gia các hoạt động dạy học, có nhiều cơ hội được trình bày, bày tỏ ý kiến, tham gia phản biện, tìm kiếm tri thức, kỹ năng. Kế hoạch dạy học được thiết kế dựa vào trình độ và năng lực của học sinh, phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học đa dạng, phong phú, linh hoạt, được lựa chọn dựa trên các cơ sở khác nhau để triển khai kế hoạch dạy học. Về tiêu chí môi trường học tập, giáo viên thường được ở vị trí phía trên, trung tâm lớp học và các dãy bàn ít được bố trí theo nhiều hình thức khác nhau. Còn dạy học phát triển năng lực phẩm chất, ở đây môi trường học tập có tính linh hoạt, phù hợp với các hoạt động học tập của học sinh, chú trọng yêu cầu cần phát triển ở học sinh để đa dạng hóa hình thức bàn ghế, bố trí phương tiện dạy học. Trong đánh giá, ở dạy học tiếp cận nội dung, tiêu chí đánh giá chủ yếu được xây dựng dựa trên sự ghi nhớ nội dung đã học, chưa quan tâm nhiều đến khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn và quá trình đánh giá chủ yếu là do giáo viên thực hiện. Đối với dạy học phát triển phẩm chất năng lực, tiêu chí đánh giá dựa vào kết quả đầu ra. Giáo viên luôn quan tâm tới sự tiến bộ của người học, chú trọng khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, các phẩm chất và năng lực cần có. Người học được tự đánh giá và được tham gia vào quá trình đánh giá lẫn nhau. Với tiêu chí sản phẩm giáo dục, dạy học tiếp cận nội dung, người học chủ yếu tái hiện các tri thức phải ghi nhớ, phụ thuộc vào tài liệu và sách giáo khoa có sẵn. Việc chú ý đến khả năng ứng dụng chưa nhiều nên yêu cầu về tính năng động, sáng tạo vẫn còn nhiều hạn chế. Dạy học phát triển phẩm chất năng lực thì ở đây người học lại được vận dụng tri thức, kỹ năng vào thực tiễn, khả năng tìm tòi trong quá trình dạy học đã được phát huy nên năng lực ứng dụng cũng có cơ hội phát triển. Và ở đây thì chú ý đến khả năng ứng dụng nhiều nên sự năng động, tự tin của học sinh sẽ được biểu hiện rõ.
Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu các nguyên tắc dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất năng lực. Thì gồm có 6 nguyên tắc cơ bản. Chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên tắc thứ nhất. 1. Nguyên tắc nội dung dạy học giáo dục phải đảm bảo tính cơ bản, thiết thực, hiện đại. Có nghĩa là nội dung dạy học giáo dục được lựa chọn chọn lọc bao gồm các nội dung chính, chủ yếu tập trung vào các nội dung mang tính bản chất mà không tập trung vào các nội dung không chính yếu, không phải bản chất của sự vật, hiện tượng. Nội dung dạy học giáo dục phải đảm bảo tính thiết thực, có nghĩa là dạy học giáo dục trong từng môn học, hoạt động giáo dục cần sát thực tế, phù hợp với những yêu cầu đòi hỏi của thực tế. Nội dung dạy học giáo dục đảm bảo tính hiện đại, đòi hỏi nội dung dạy học này phải tiên tiến, áp dụng được những thành tựu của khoa học kỹ thuật trong các lĩnh vực trong những thời gian gần đây nhất là việc vận dụng chúng trong thực tiễn. Nguyên tắc 2, phải đảm bảo tính tích cực của người học khi tham gia vào hoạt động học tập. Tính tích cực của người học được biểu hiện thông qua hứng thú, sự tự giác học tập, khát vọng thông hiểu, sự nỗ lực chiếm lĩnh nội dung học tập. Đảm bảo tính tích cực của người học khi tham gia vào hoạt động học tập là việc đảm bảo việc tạo ra hứng thú, sự tự giác học tập, khát khao và sự nỗ lực chiếm lĩnh nội dung học tập của người học. Đây là một nguyên tắc quan trọng trong dạy học phát triển phẩm chất, năng lực. Nguyên tắc 3, tăng cường những hoạt động thực hành trải nghiệm cho học sinh. Chính là việc tổ chức thường xuyên hơn, đồng thời cũng đầu tư hơn về chất lượng những hoạt động thực hành trải nghiệm cho học sinh. Thực hành là hoạt động áp dụng lý thuyết vào thực tế để hình thành kỹ năng ở người học, thành phần quan trọng của năng lực. Thực hành là cơ sở để hình thành năng lực. Trải nghiệm là hoạt động tổ chức cho người học được quan sát, làm thử giả định trong tư duy dựa trên đặc trưng của thực nghiệm. Sau đó, người học phân tích, suy ngẫm, chiêm nghiệm về việc quan sát, làm qua và kết quả của nó. Quy trình chung của trải nghiệm tập trung giúp người học hình thành và phát triển các năng lực chung và các năng lực đặc thù ứng với từng chủ đề trải nghiệm cụ thể. Thông qua các hoạt động thực hành trải nghiệm, học sinh có cơ hội để huy động và vận dụng kiến thức, kỹ năng trong môn học và hoạt động giáo dục để giải quyết các tình huống có thực trong học tập và rèn luyện. Nguyên tắc 4. Tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp. Đây là việc tổ chức nhiều hơn về số lượng, đầu tư hơn về chất lượng. Những nhiệm vụ học tập đòi hỏi học sinh phải huy động, tổng hợp kiến thức, kỹ năng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để giải quyết. Tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp giúp người học phát triển được những năng lực cần thiết, nhất là năng lực giải quyết vấn đề dựa trên hiểu biết, kinh nghiệm và khả năng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh đó, việc dạy học, giáo dục tích hợp còn kết nối, tạo ra mối quan hệ giữa các môn học với nhau và với thực tiễn, tránh trùng lặp về nội dung. Thông qua chuỗi hoạt động có liên quan đến chủ đề với những hình thức khác nhau sẽ góp phần tác động tổng hợp, hình thành phẩm chất, năng lực của người học đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Nguyên tắc 5. Tăng cường dạy học, giáo dục phân hóa. Đây là việc tổ chức thường xuyên và đầu tư hơn việc phân loại và chia tách các đối tượng người học, từ đó vận dụng nội dung, phương pháp và hình thức sao cho phù hợp với đối tượng nhằm đạt hiệu quả cao. Dạy học giáo dục phân hóa đòi hỏi chương trình dạy học phải xây dựng được các môn học, chủ đề khác nhau để học sinh tự chọn phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường. Dạy học giáo dục phân hóa là quá trình dạy học nhằm đảm bảo cho mỗi cá nhân người học phát triển tối đa năng lực, sở trường phù hợp với các yếu tố cá nhân, trong đó người học được tạo điều kiện để lựa chọn nội dung, độ khó, hình thức, nhịp độ học tập phù hợp với bản thân. Cơ sở của dạy học phân hóa là công nhận những sự khác biệt giữa các cá nhân của người học như phong cách học tập, các loại hình trí thông minh, nhu cầu và điều kiện học tập. Dạy học phân hóa sẽ giúp cho học sinh phát triển tối đa năng lực của học sinh, đặc biệt là năng lực đặc thù. Vì thế, nguyên tắc dạy học phân hóa là phân hóa sâu dần qua các cấp học để đảm bảo phù hợp với các biểu hiện hay mức độ biểu hiện của phẩm chất, năng lực hiện có của người học và phát triển ở tầm cao mới sao cho phù hợp. Nguyên tắc cuối cùng, nguyên tắc 6 là kiểm tra, đánh giá theo năng lực, phẩm chất và điều kiện tiên quyết cho dạy học, phát triển phẩm chất, năng lực. Kiểm tra, đánh giá theo năng lực, phẩm chất là không lấy kiểm tra, đánh giá khả năng tái hiện kiến thức đã học làm trung tâm của việc đánh giá.
kiểm tra, đánh giá theo năng lực, chú trọng khả năng vận dụng tri thức trong những tình huống cụ thể. Điều kiện tiên quyết là điều kiện cần phải có, phải được giải quyết chấp nhất cho dạy học phát triển phẩm chất năng lực. Đánh giá kết quả học tập đối với các môn học và hoạt động giáo dục ở mỗi lớp và sau cấp học là biện pháp chủ yếu nhằm xác định mức độ, thực hiện mục tiêu dạy học. Với sự thay đổi về mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018, rõ ràng việc kiểm tra đánh giá theo năng lực là điều kiện tiên quyết trong dạy học phát triển phẩm chất năng lực. Trong chương trình giáo dục phát triển phẩm chất năng lực, bên cạnh mục tiêu đánh giá là cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình, thì cần chú trọng mục tiêu đánh giá sự tiến bộ của học sinh. Đây cũng là cơ sở để hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học, quản lý và phát triển chương trình, bảo đảm sự tiến bộ của từng học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục. Vì vậy, giáo viên cần đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học để xác định mức độ tiến bộ so với chính bản thân của học sinh về năng lực. Các thông tin về năng lực của người học thì sẽ được thu thập trong suốt quá trình học tập thông qua một loạt các phương pháp khác nhau như đặt câu hỏi, đối thoại trên lớp, phản hồi thường xuyên, tự đánh giá và đánh giá giữa các học sinh với nhau, giám sát sự phát triển qua sử dụng bảng danh sách các hành vi cụ thể của từng nhân tố, thành tố năng lực, đánh giá tình huống, đánh giá qua dự án, qua hồ sơ học tập. Yêu cầu đối với giáo viên trong việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất năng lực. Đó là giáo viên cần phải tổ chức chuỗi hoạt động học để học sinh chủ động khám phá những điều chưa biết. Giáo viên cần đầu tư vào việc lựa chọn các phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực phù hợp. Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp học tập, nghiên cứu. Tăng cường phối hợp học tập cá thể với học tập hợp tác. Chúng ta cùng chuyển sang phần B, xu hướng hiện đại về phương pháp giáo dục và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực. Phương pháp dạy học và giáo dục. Phương pháp dạy học và giáo dục được hiểu là cách thức, con đường hoạt động chung giữa người dạy và người học trong những điều kiện dạy học, giáo dục xác định nhằm đạt tới mục tiêu dạy học và giáo dục đã xác định. Có nhiều cách phân loại phương pháp dạy học, dựa trên cơ sở nhấn mạnh phương diện lập kế hoạch hành động dài hạn, trung hạn hay ngắn hạn, có thể phân loại phương pháp dạy học theo 3 bình diện, đó là quan niệm dạy học, phương pháp dạy học theo nghĩa rộng, phương pháp dạy học theo nghĩa hẹp và kỹ thuật dạy học. Xu hướng hiện đại về phương pháp, kỹ thuật dạy học phát triển phẩm chất, năng lực. Dạy học phát triển theo phẩm chất, năng lực thể hiện sự quan tâm tới việc người học làm được gì sau quá trình đào tạo, chứ không thuần túy là chỉ biết được gì. Quan tâm tới người dạy sẽ dạy như thế nào để hình thành phẩm chất, năng lực của người học, chứ không phải chỉ là dạy nội dung gì cho người học, với mong muốn người học biết càng nhiều càng sâu. Một số phương pháp, kỹ thuật dạy học phát triển phẩm chất, năng lực theo xu hướng hiện đại. Đó là phương pháp dạy học hợp tác, dạy học khám phá, phương pháp dạy học giải quyết theo vấn đề, dạy học dựa trên dự án và các dạy học theo kỹ thuật. Và tất cả những phương pháp này các đồng chí đã được tập huấn cũng như đã được thực hành rất nhiều trong quá trình giảng dạy. Vì vậy chúng tôi cũng sẽ không phân tích sâu thêm về các phương pháp này nữa. Xin chuyển sang phần tiếp theo. Chúng ta xin chuyển sang phần thứ hai, nội dung 2. Các phương pháp dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong môn giáo dục công dân ở cấp trung học cơ sở. Môn giáo dục công dân trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đặc điểm của môn giáo dục công dân. Môn giáo dục công dân có vị trí là môn học giữ vai trò chủ đạo trong việc giúp học sinh hình thành, phát triển những phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi của người công dân. Vai trò đó là tính chất. Ở giai đoạn giáo dục cơ bản, đạo đức và giáo dục công dân là các môn học bắt buộc. Nội dung chủ yếu của môn học là giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, pháp luật và kinh tế. Ở giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp, giáo dục kinh tế và pháp luật là môn học được lựa chọn theo nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của học sinh. Nội dung chủ yếu của môn học là học vấn phổ thông, cơ bản về kinh tế, pháp luật phù hợp với lứa tuổi. Quan hệ của môn giáo dục công dân với các môn học và các hoạt động giáo dục khác.
Giáo dục công dân được thực hiện thông qua tất cả các môn học và hoạt động giáo dục, trong đó đạo đức ở cấp tiểu học, giáo dục công dân ở cấp trung học cơ sở, giáo dục kinh tế và pháp luật ở cấp trung học phổ thông là những môn học cốt lõi. Về mục tiêu, yêu cầu cần đạt của môn giáo dục công dân. Mục tiêu của môn giáo dục công dân cấp trung học cơ sở: giúp học sinh có hiểu biết về những chuẩn mực đạo đức, pháp luật cơ bản và giá trị, ý nghĩa của các chuẩn mực đó. Tự hào về truyền thống gia đình, quê hương, dân tộc, tôn trọng khoan dung, quan tâm, giúp đỡ người khác. Giúp học sinh có tri thức phổ thông, cơ bản về đạo đức, kỹ năng sống, kinh tế, pháp luật, đánh giá được thái độ, hành vi của bản thân và người khác, tự điều chỉnh và nhắc nhở, giúp đỡ bạn bè, người thân điều chỉnh thái độ, hành vi theo chuẩn mực đạo đức, pháp luật. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và đóng góp của môn giáo dục công dân trong việc bồi dưỡng phẩm chất cho học sinh. Các yêu cầu cần đạt phẩm chất trong chương trình môn giáo dục công dân cần phải thống nhất với biểu hiện của phẩm chất học sinh đã được nêu trong chương trình tổng thể. Góp phần giáo dục toàn diện cả 5 phẩm chất chủ yếu như yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. Yêu cầu cần đạt về năng lực chung và đóng góp của môn học trong việc hình thành, phát triển các năng lực chung cho học sinh đã nêu trong chương trình tổng thể. Môn giáo dục công dân góp phần hình thành, phát triển cho học sinh các năng lực chung như năng lực tự chủ, tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, và năng lực khoa học đã được nêu trong chương trình tổng thể thông qua các năng lực đặc thù của môn học là năng lực điều chỉnh hành vi, năng lực phát triển bản thân, năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế, xã hội. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù đã được quy định cụ thể trong chương trình môn giáo dục công dân, gồm các nội dung cơ bản như sau: năng lực điều chỉnh hành vi, năng lực phát triển bản thân, năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế, xã hội. Định hướng về phương pháp dạy học giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học trong môn giáo dục công dân. Đó là định hướng thứ nhất, chú trọng tổ chức, hướng dẫn hoạt động cho học sinh. Chú trọng tổ chức, hướng dẫn các hoạt động tự học. Kết hợp sử dụng các phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động của người học. Đổi mới hình thức dạy học môn giáo dục công dân. Chú trọng lựa chọn, bổ sung nội dung dạy học và tổ chức các hoạt động học tập. Quan hệ giữa biểu hiện của năng lực giáo dục công dân đó là yêu cầu cần đạt của nội dung cụ thể với nội dung, phương pháp và kỹ thuật dạy học trong môn giáo dục công dân. Về yêu cầu cần đạt trong các chủ đề, đây là những yêu cầu tối thiểu mà học sinh cần thiết và có thể đạt được theo các mức độ nhận thức được biểu thị bằng các động từ có thể lượng hóa được. Chúng ta chuyển sang một số phương pháp và kỹ thuật dạy học giáo dục phát triển phẩm chất năng lực học sinh trong môn giáo dục công dân. Về phương pháp, có một số phương pháp cụ thể như sau. Đó là phương pháp dạy học giải quyết vấn đề, phương pháp dạy học khám phá, phương pháp dạy học dự án, phương pháp dạy học hợp tác, kỹ thuật khăn trải bàn, kỹ thuật mảnh ghép, kỹ thuật phòng tranh và kỹ thuật sơ đồ tư duy. Chúng ta cùng chuyển sang nội dung thứ ba, đó là lựa chọn sử dụng phương pháp và kỹ thuật dạy học một chủ đề trong môn giáo dục công dân. A. Chiến lược dạy học. Để lựa chọn và phát triển các chiến lược dạy học giáo dục phù hợp, giáo viên cần căn cứ trên các cơ sở chủ yếu sau. Đó là thứ nhất, quan điểm xây dựng chương trình tổng thể và chương trình môn học, mục tiêu của chương trình môn học, hoạt động giáo dục, đặc điểm của các phương pháp kỹ thuật dạy học, tiềm năng, triển vọng của học sinh và khả năng thực thiết kế, thực thi của giáo viên, bối cảnh giáo dục, các yếu tố tác động đến hoạt động dạy học giáo dục. Ở đây, giáo viên sẽ đánh giá được khả năng, tiềm lực và phác thảo được triển vọng phát triển của mỗi học sinh, đánh giá được bối cảnh,
phân tích các điều kiện, thách thức ảnh hưởng, tác động đến hoạt động dạy học, giáo dục học sinh. Định hướng, thiết kế và dự báo được các diễn tiến của hoạt động dạy học, giáo dục học sinh. Xây dựng được các kịch bản sư phạm hiệu quả dựa trên triển vọng phát triển phẩm chất, năng lực của từng học sinh, nhóm học sinh, tập thể học sinh với chuỗi hoạt động phù hợp. Lựa chọn được các biện pháp, phương tiện, điều kiện nhằm định hướng thực hiện hoàn thành các mục tiêu dạy học, giáo dục cụ thể phù hợp với bối cảnh. Trong đó, quan trọng nhất là lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực có ưu thế trong việc phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Đánh giá được sự phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh, từ đó đánh giá được tính phù hợp, hiệu quả của chiến lược dạy học, giáo dục đã được xây dựng và đề xuất cải tiến. Các phần B, cơ sở lựa chọn, sử dụng phương pháp và kỹ thuật dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong môn giáo dục công dân. Để lựa chọn, sử dụng phương pháp và kỹ thuật dạy học môn giáo dục công dân cần căn cứ vào mục tiêu của môn học, căn cứ vào mục tiêu của mỗi chủ đề bài học, căn cứ vào đặc điểm nội dung của môn, căn cứ vào đặc điểm của các phương pháp kỹ thuật dạy học cũng như khả năng đáp ứng của giáo viên và điều kiện bối cảnh trường học mà giáo viên lựa chọn, sử dụng phương pháp kỹ thuật dạy học phù hợp với tình hình thực tiễn việc tổ chức hoạt động dạy học. C. Quy trình lựa chọn, sử dụng phương pháp và kỹ thuật dạy học, giáo dục, chủ đề, bài học. Chúng ta cần xác định mục tiêu dạy học, chủ đề hay là bài học. Căn cứ vào văn bản chương trình tổng thể, căn cứ vào những phẩm chất, năng lực của học sinh có liên quan đến chủ đề, căn cứ vào những yêu cầu cần đạt của chủ đề, bài học. Cần chú ý đến thời lượng của từng chủ đề để được xác định trong chương trình môn giáo dục công dân hoặc thời lượng chủ đề được nhóm chuyên môn của mỗi trường xây dựng tùy vào bối cảnh dạy học của từng trường. Lựa chọn và xây dựng nội dung dạy học. Việc xác định nội dung dạy học cần dựa trên những căn cứ sau. Thứ nhất, đó là dựa trên yêu cầu cần đạt của chủ đề bài học, dựa trên mục tiêu chủ đề, thực tế đối tượng học sinh, xác định phương pháp, kỹ thuật và phương tiện dạy học, thì là thiết kế tiến trình dạy học. D. Đánh giá việc lựa chọn sử dụng phương pháp dạy học và kỹ thuật dạy học một chủ đề bài học cụ thể trong môn giáo dục công dân. Các đồng chí hoạt động cá nhân trong thời gian 7 phút với yêu cầu sau. Theo đồng chí, việc lựa chọn sử dụng phương pháp và kỹ thuật dạy học một chủ đề trong môn giáo dục công dân phải dựa vào những tiêu chí nào? Nêu tóm tắt nội dung của từng tiêu chí. Ở phần này, các đồng chí có thể tham khảo ở trong tài liệu chương trình giáo dục phổ thông tổng thể trong môn giáo dục công dân để trả lời. Xin mời các đồng chí thực hiện yêu cầu. Thank you.
mời các đồng chí chúng ta cùng quay trở lại. Việc đánh giá lựa chọn sử dụng phương pháp dạy học và kỹ thuật dạy học thì được dựa vào một số tiêu chí cụ thể như sau. Tiêu chí 1, mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng. Tiêu chí 2, mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kỹ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập. Tiêu chí 3, mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và hiệu học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh. Tiêu chí 4, mức độ hợp lý của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh. Trên đây là 4 chuyên đề. Câu 1, đồng chí hãy nêu cơ sở lựa chọn, sử dụng phương pháp và kỹ thuật dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong môn giáo dục công dân. Câu 2, đồng chí hãy nêu quy trình lựa chọn, sử dụng phương pháp và kỹ thuật dạy học, giáo dục theo chủ đề, bài học trong môn giáo dục công dân. Các đồng chí sẽ làm bài thu hoạch và gửi về địa chỉ mail lanhuquynh1984a@gmail.com. Thời gian nộp trong ngày sau khi kết thúc học chuyên đề. Rất mong các đồng chí thực hiện đúng yêu cầu. Mọi thắc mắc các đồng chí vui lòng liên hệ đồng chí Lã Thị Như Quỳnh, Lê Thị Kim Loan và đồng chí Xuyên Thị Luận là nhóm cốt cán của môn giáo dục công dân. Số điện thoại thì đã được hiện ở trên màn hình. Cảm ơn quý thầy cô đã tham gia tập huấn. Chúc thầy cô sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nội dung buổi giữa hè. Xin chào và hẹn gặp lại.